Chào mừng bạn đã quay lại một cái video mới từ mình. Mình là Hoàng Thanh Long, admin của Hoàng Long Team ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái hình thức kiếm tiền bằng cách là kiếm tiền với lại affiliate marketing với lại GoPay ha. Trước khi mà mình giới thiệu về GoPay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn về GoGym. GoPay và GoGym nó liên quan gì với nhau ha? Thì GoGym thì nếu như các bạn theo dõi Long hoặc là các bạn nào đã từng bán hàng online hoặc là bán hàng bằng cách livestream và phát lại livestream thì nó không xa lạ gì nữa. Đây là một công cụ mà phát lại livestream cực kỳ mạnh mẽ và có thể nói là mạnh mẽ nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam. Và Long rất là may mắn đã có cơ hội hợp tác và làm việc với lại GoGym ngay từ cái thời gian đầu các bạn. Và hiện tại thì Long cũng đang có tầm khoảng 1.000 khách hàng đang sử dụng GoGym thông qua cái link giới thiệu của Long ha. Và Long cũng rất là may mắn khi mà được làm việc trực tiếp với anh Phạm Liêm ha, là CEO cũng như là founder của GoGym, và anh em cũng đã làm việc và hợp tác với nhau một vài cái sản phẩm. Và Long đánh giá là GoGym là một trong những cái đơn vị cực kỳ uy tín trong cái việc là phát triển cái đội ngũ cộng tác viên bán hàng cho mình đó bạn. Có nghĩa là ví dụ GoGym thì người nào giới thiệu GoGym thì người đó sẽ nhận được hoa hồng khi mà được giới thiệu á. Và Long thấy GoGym là một cái đơn vị về công nghệ, cho nên là cái việc mà checking link á nó rất là chính xác, và gần như là Long không cần phải phản hồi về cái việc là lót đơn hoặc là mất đơn trong quá trình mà Long làm tiếp thị liên kết với lại GoGym. Đấy. Như vậy thì GoGym liên quan gì GoPay? Thì GoGym đã tạo ra một cái sản phẩm nữa, đó chính là GoPay ha. GoGym có rất là nhiều sản phẩm các bạn. Có GoSell này, rồi có GoStudio này, rồi GoPay này cũng là một trong những cái sản phẩm của GoGym ha. Còn rất là nhiều sản phẩm của GoGym khác nữa, nhưng mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu về cái cách kiếm tiền với lại GoPay thôi. Vì mình đã làm GoPay và mình thấy là đây là một cái công cụ rất là hữu ích cho những khách hàng bán hàng online trên fanpage. Và nó có một cái công cụ rất là hay ho, đó chính là cách để bạn có thể gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng đã nhắn tin với fanpage của mình á. Thì mình muốn giới thiệu các bạn về công cụ này, cũng như là mình giới thiệu cái cách để mà các bạn có thể kiếm được tiền khi mà các bạn giới thiệu công cụ này cho khách hàng của mình nha. Mình đã làm một cái bài viết giới thiệu tắt tần tật về cái công cụ bán hàng của GoPay rồi. Các bạn có thể xem trong cái đường link là hoanglongteam.com/GoPay nha. Đấy, thì mình đã giới thiệu rất là nhiều cái thông tin về GoPay ở đây nè. Đấy, các bạn có thể xem qua ha. Đấy. Đấy, mình đã giới thiệu hoặc là các bạn có thể truy cập vào cái đường link này ha, hoanglongteam.com/dkgoPay. Cái đường link này có gì đặc biệt? Đây là một cái đường link fresh của Long ha. Nếu như các bạn click vào cái đường link này thì sau này các bạn mua công cụ GoPay để các bạn sử dụng á, các bạn sẽ được giảm 5% trọn đời nha. 5% trọn đời luôn, có nghĩa là miễn mà bạn gia hạn là các bạn sẽ được giảm nha. Đấy. Click vào đây thì các bạn sẽ truy cập đến trang chủ của GoPay và các bạn sẽ thấy này. Đấy, GoPay sẽ giới thiệu các bạn một số cái công cụ. Thứ nhất là nó có thể quản lý cùng lúc nhiều fanpage. Thứ hai là trả lời tự động. Thứ ba là nhắn tin hàng loạt. Thứ tư là ẩn bình luận tự động. Thứ năm là lên kịch bản chốt đơn tự động. Và tạo mini game quay vòng quay may mắn nha. Thì ở đây là một số cái tính năng cơ bản và nổi bật của GoPay thôi. Ngoài ra nó ở bên trong sẽ còn rất là nhiều cái công cụ và tính năng hay ho khác ha. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm, và khi mà các bạn click vào link này nè, nó sẽ có thêm một cái phần. Các bạn thấy ở đây nè, trên phần menu nó có một phần là affiliate. Affiliate thì chắc lẽ là bạn nào theo dõi Long cũng không quá là xa lạ đúng không? Thì bạn click vào cái phần affiliate này, bạn sẽ biết được cái thông tin chính xác về chương trình giới thiệu công cụ này ha. Đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, quan trọng nhất là phần chính xác thôi. Thứ nhất là về silver, là nếu như các bạn giới thiệu dưới 50 người thì các bạn sẽ được hoa hồng là 25% cho khách hàng mới và 20% trọn đời nha các bạn. Trọn đời nghĩa là sao? Có nghĩa là cái khách hàng mà bạn giới thiệu á, người ta lại gia hạn và mua gói vào tháng sau á, thì các bạn lại nhận thêm 20% nữa. Đấy.
Rồi nếu như các bạn giới thiệu từ 50 cho tới 99 khách hàng rồi á, thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng là 30% cho cái lần mà khách hàng thanh toán đầu tiên và 20% trọn đời. Và nếu như mà bạn lên được cái cấp là Premium thì các bạn sẽ được 35% cho khách hàng mới và 20% cho khách hàng trọn đời nha. Đấy, đây là một cái mức hoa hồng mà mình nghĩ nó khá là hấp dẫn để các bạn có thể giới thiệu. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà mình có thể giới thiệu cái công cụ này một cách hiệu quả sau ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy link, tiếp thị liên kết để giới thiệu công cụ này. Rồi sau khi mà các bạn đã đăng nhập vào GoPay với lại cái đường link của Long giới thiệu á, lệnh link Long sẽ gửi lại nè, hoặc longgym.com/dkgopay nha. Các bạn click vào cái link này. Sau đó thì các bạn click vào cái nút đăng nhập hoặc là click vào nút dùng thử cũng được nha. Thì rất là hay là khi mà các bạn lần đầu tiên sử dụng GoPay thì các bạn sẽ được sử dụng 14 ngày nha. Các bạn tranh thủ trong vòng 14 ngày này trải nghiệm tất cả những tính năng của GoPay ha, để mà bạn giới thiệu cho nó dễ hơn. Rồi các bạn click vào nút đăng nhập. Thì GoPay sẽ sử dụng chính cái tài khoản Facebook cá nhân của bạn để mà đăng nhập vào GoPay ha. Thì cái này nó rất là an toàn thôi, không vấn đề gì đâu nha các bạn. Và các bạn lưu ý là cái tài khoản Facebook cá nhân á, nó phải liên quan đến cái fanpage mà muốn sử dụng với lại GoPay nha các bạn. Chứ bây giờ bạn liên kết với lại cái Facebook cá nhân này nhưng mà cái fanpage mà các bạn muốn sử dụng GoPay lại là một cái fanpage của cái nick Facebook cá nhân khác thì sẽ không thể quản lý được nha. Đấy, các bạn lưu ý phần này và sau đó các bạn click tiếp tục nha. Rồi, ok. Khi mà các bạn click tiếp tục rồi thì nó sẽ truy cập vào cái GoPay ở đây. Và các bạn lưu ý này, nó sẽ hiện tất cả những fanpage mà bạn đang liên kết ha. Thì có một cái phần là Affiliate Marketing. Các bạn lưu ý là nếu như mà các bạn đã click vào cái link hoanglongtiep.com/dkgopay á, thì các bạn có thể click vào cái phần Affiliate và các bạn lấy được cái link tiếp thị liên kết luôn, không cần phải yêu cầu duyệt nha. Còn nếu như bạn là một cái người không click vào link của mình á, thì các bạn cần phải yêu cầu GoPay duyệt và cần phải cung cấp cho GoPay một số cái thông tin về cái nguồn traffic của bạn á, thì các bạn mới được duyệt làm tiếp thị liên kết nha. Rồi, ở đây thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về các cái gói cước của GoPay ha. Ví dụ một fanpage là bao nhiêu tiền, ngày 3 tháng bao nhiêu, 6 tháng, 12 tháng, rồi 24 tháng nè, 5 fanpage, 3 fanpage ha. Ngoài ra thì GoPay còn có một cái tính năng gọi là VIP spam nha các bạn. Cái tính năng VIP spam này đây là một tính năng mà đang rất là giá trị nha. Và nó hay hơn chatbot là có thể gửi được cho khách hàng đã nhắn tin sau 24 giờ luôn. Đó, và đây chính là cái công cụ mà hoặc là tính năng mà các bạn có thể giới thiệu cho khách hàng của mình ha. Vì rất là nhiều khách hàng muốn gửi tin nhắn hàng loạt cho fanpage của mình nhưng mà không thể gửi được bằng chatbot á, thì các bạn có thể sử dụng công cụ này. Rồi, các bạn click vào phần Affiliate Marketing này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được ngay cái phần link đăng ký này. Các bạn thấy sao chép cái đường link này. Đây chính là link tiếp thị liên kết của bạn nha. Và hoa hồng thanh toán lần đầu của mình là 25% và cái phần hoa hồng gia hạn của mình là 20%. Có nghĩa là các bạn khách hàng gia hạn sẽ được hoa hồng. Và các bạn thấy là mình đã giới thiệu được 29 khách hàng rồi. Hồi nãy á, là GoPay nói là mình sẽ lên chức nếu như mà mình sẽ giới thiệu được 50 khách hàng trở lên đúng không? Mình đã giới thiệu được 29 khách hàng, mình chỉ cần khoảng hơn 20 khách hàng nữa thôi là mình đã lên được một cái vị trí mới nha các bạn. Thật ra thì đây là cái mức hoa hồng mình đã nhận được này, là khoảng 700.000 và tối thiểu các bạn cần phải có 1 triệu đồng thì các bạn mới được rút nha. Đấy, tài khoản của bạn cần có ít nhất 1 triệu đồng mới đủ điều kiện rút tiền. Thì khi nào mà mình đã đủ 1 triệu đồng thì mình rút được tiền thì mình sẽ báo cho các bạn sau ha. Cái phần hoa hồng này của mình chủ yếu nó đến từ những cái video giới thiệu của mình cũng như là những cái bài viết của mình thôi ha. Ok, đấy chính là cái link tiếp thị liên kết ha. Các bạn có thể click vào cái link này và giới thiệu cho khách hàng. Cái công cụ mà các bạn hiệu quả nhất để các bạn có thể giới thiệu cái công cụ này đó chính là cái công cụ spam tin nhắn nha. Nó có thể gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng á. Đấy, đây là cái công cụ rất là hay, các bạn có thể xem và tận dụng những cái video của GoStream để mà các bạn có thể giới thiệu ha. Tận dụng những cái video của GoPay để giới thiệu chứ. Các bạn có thể lên YouTube và search chữ GoPay ha. Thì ở đây nè, đó. Các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều video hướng dẫn của GoPay ở đây nè, đó. Thì các bạn xem qua ha, ví dụ như là video hướng dẫn gửi tin nhắn nhanh, gửi tin nhắn hàng loạt nè, đó.
Những video này các bạn có thể tận dụng và sau đó thì các bạn có thể giới thiệu công cụ này ha. Ok, đây là một cái video mình hướng dẫn các bạn cách để có thể đăng ký kiếm tiền với lại GoPay ha. Nếu như mà anh chị và các bạn còn câu hỏi thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại trong phần bình luận video clip ngày hôm nay. Hãy xem thêm phần mô tả ha, tất cả những cái đường link mà hồi nãy giờ mình giới thiệu mình sẽ để trong phần mô tả cho các bạn được biết ha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại cả các bạn trong những video clip giới thiệu về cách kiếm tiền khác nha.